Mới đây, ngân hàng gen ADN liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân đã chính thức được ra mắt. Ngân hàng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất xây dựng trong bối cảnh cả nước còn 300.000 liệt sĩ an táng tại hơn 3.000 nghĩa trang chưa xác định được thông tin, gần 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập. Thời gian qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng đã triển khai hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo thống kê, các lực lượng đã thu thập được 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và hơn 3.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, so sánh đối khớp hơn 1.000 danh tính liệt sĩ để báo tin về cho thân nhân liệt sĩ. Năm 2024, Chính phủ giao ngành Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì cùng các bộ ngành liên quan tìm kiếm quy tập khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 2.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, nâng cao năng lực hiệu quả của các cơ sở giám định ADN và trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu gen. Ngân hàng gen ra đời nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN cho khoảng 20.000 mẫu, phấn đấu xác minh 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng.